Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chính quyền điện tử số tháng 9 năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hỗ trợ hướng dẫn người dân đang sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone. Đây được xem là giải pháp hết sức có ý nghĩa trong việc bảo vệ sức khỏe người dùng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tại tỉnh Lào Cai hiện đang ghi nhận có trên 464.000 người sử dụng điện thoại thông minh. Trong đó, tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone trên tổng số điện thoại thông minh là 19,23%, đứng thứ 44 trên toàn quốc. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn phối hợp với các đoàn thể, hội trong việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng, góp phần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế triển khai với mục đích bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Đây là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp để ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại thông minh cùng cài đặt và sử dụng Bluezone. Ứng dụng sẽ cảnh báo nếu người dùng có tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm hoặc người đã từng tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm. Những tiếp xúc của người dùng Bluezone với người dùng Bluezone khác được ghi vào lịch sử tiếp xúc. Dữ liệu lịch sử tiếp xúc được lưu trên máy điện thoại của người dùng và sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ cơ quan y tế khi có sự đồng ý của người dùng hoặc trong trường hợp người dùng là ca nhiễm, ca nghi nhiễm. Dữ liệu của người dùng phục vụ phân tích, truy vết các ca nhiễm, ca nghi nhiễm sẽ được lưu trữ và bảo mật bởi cơ quan chính phủ và chỉ sử dụng vào mục đích giúp người dân bảo vệ sức khỏe và chống dịch bệnh, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư. Chính vì vậy, người dân có thể hoàn toàn an tâm về tính bảo mật và sự riêng tư khi sử dụng phần mềm. Tại tỉnh Lào Cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng cài đặt ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phát động tới đoàn viên, hội viên cài đặt và hướng dẫn người dân nơi cư trú, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Giao cho tỉnh đoàn Lào Cai phối hợp với các địa phương chỉ đạo đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền hướng dẫn cài đặt Bluezone đến từng hộ gia đình, trường học, siêu thị, các cửa hàng tạp hóa, chợ và các điểm tập trung đông người trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, đã có trên 89.000 người dân sử dụng smartphone thực hiện cài đặt thành công ứng dụng Bluezone, đạt tỷ lệ 19,23%. Cái khó khăn lớn nhất thì thực sự là trên địa bàn thì rất nhiều người dùng cái điện thoại. Tuy nhiên là cái số người dùng mà có điện thoại smartphone thì cũng không lớn. Trên tổng số dân thì cũng không lớn so với lại các tỉnh dưới xuôi. Đây là một cái cản trở rất là lớn. Chưa kể rằng là những cái điện thoại có cấu hình thấp thì việc cài đặt và sử dụng cái này là sẽ tương đối là khó khăn. Và cái này thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đang nỗ lực để làm nhẹ, làm sao để mà các cái smartphone đơn giản có thể là cài đặt được cái khẩu trang điện tử này. Là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện hướng dẫn hỗ trợ nhân dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone, ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, VNPT Lào Cai đã triển khai đồng bộ hoạt động này trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến tận nhà dân để thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về lợi ích của ứng dụng, cách thức cài đặt phần mềm. Thông qua các hoạt động thiết thực như vậy mà người dân đã hiểu và có thể dễ dàng cài đặt ứng dụng, từ đó không chỉ phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình mà còn là góp phần cùng với toàn xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Được các anh chị bên VNPT cũng có hướng dẫn về việc cài đặt Bluezone trong điện thoại để thứ nhất làm sao là theo dõi được cái diễn biến tình hình dịch bệnh, cái thứ hai để làm sao phòng ngừa được cái bệnh dịch này trong vòng bán kính 2 mét để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh. Thì tôi cảm thấy là cái việc cài đặt Bluezone này rất là quan trọng đối với mỗi người dân, và cũng như bản thân tôi thì tôi cũng vừa lấy cũng đã được hướng dẫn, thì tôi cũng đã cài đặt vào điện thoại và cũng làm theo đúng như các bước, và chúng tôi đã cài đặt trên điện thoại để ngăn chặn làm sao cho khỏi lây lan trong cộng đồng nhiều hơn. Bên cạnh đó, để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone,
VNPT Lào Cai đã triển khai các điểm giao dịch lưu động tại các địa phương để có thể hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Đối với các thuê bao chưa cài đặt, hàng ngày đều có tin nhắn OTT để nhắc nhở người dân cài đặt ứng dụng. Đối với mỗi ứng dụng khi cài đặt thành công, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8, đều được hỗ trợ 5GB data miễn phí. Với rất nhiều giải pháp đồng bộ như vậy, đến thời điểm này đã có gần 20.000 thuê bao di động sử dụng mạng VNPT cài đặt thành công ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Nhà thì có hai cái máy thì cũng đều cài cả. Đấy, và bản thân là những người tôi biết thì đều tôi cũng nói để cho mọi người cùng tham gia hưởng ứng. Cái ứng dụng Bluezone này nó rất là tốt. Bởi vì thứ nhất là nó là phần mềm cộng đồng, thứ hai là được cái sự hỗ trợ của nhà mạng VNPT thì mỗi người dân chúng ta nên có cái ý thức cả cái phần mềm Bluezone này để nó có cái sức lan tỏa trong cộng đồng, đồng thời là nó có cái sự nhận biết kết nối giữa các cái người bệnh. Khi mà mình có cái phát hiện thì các nhà chức trách có thể kiểm soát dịch bệnh nó rất là tốt. Không chỉ có các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà thời gian qua cũng ghi nhận sự vào cuộc rất tích cực của các đoàn thể, hội ở cơ sở. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên của các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã có sự vào cuộc tích cực nhằm hướng dẫn hỗ trợ nhân dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 đã thành lập 11 đội hình tình nguyện tại 11 xã phường thực hiện việc tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng Bluezone. Tại tất cả các buổi chợ, hoạt động cộng đồng đều được lồng ghép tuyên truyền về hiệu quả cách thức cài đặt ứng dụng Bluezone. Ngoài ra, vào buổi chiều khi người dân ở nhà nhiều sẽ phối hợp với hội phụ nữ, hội nông dân đến từng nhà dân trên địa bàn để thực hiện hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng. Hiện nay thì vào mỗi buổi chiều chúng tôi đều thành lập một đoàn và từ khoảng độ 5 đến 7 bạn đoàn viên thanh niên cùng với các tổ chức hội xuống từng chi bộ và có liên hệ trước với các bác bí thư chi bộ, các bác trưởng thôn. Và hiện nay đến thời điểm hiện tại thì cũng khoảng trên 60% nhân dân ở trong xã Cam Đường thì đã được cài đặt ứng dụng Bluezone, và chúng tôi là tiến tới là đến kết thúc đợt cao điểm thì sẽ cố gắng là đạt trên 90%, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và triển khai hướng dẫn cài đặt Bluezone đến các cả các bác. Mới đầu thì người dân cũng chưa nắm bắt được, chưa biết được cái cài đặt cái tính năng tác dụng của cái cài đặt này. Nhưng mà sau cái đó thì cũng được sự quan tâm của xã đã cử đoàn thanh niên xuống để coi tuyên truyền và cũng hướng dẫn cho mọi người thì cài đặt hệ thống này. Và cái bản thân tôi thì tôi cũng được cài đặt và cũng thấy được cái tính năng tác dụng của nó, là khi mà mình bị nhiễm bệnh hoặc là có một cái vấn đề gì đấy thì cũng từ cái chỗ này người ta cũng tự sẻ tìm một cách nhanh chóng, và tôi thấy rằng cái này nó có rất lợi ích cho tất cả mọi người dân ở đây cũng đều coi là hưởng ứng những cái phong trào này để coi là chúng ta cùng chung tay để coi là dập cái dịch Covid này. Để cài đặt ứng dụng Bluezone, người dân dùng điện thoại thông minh cần thực hiện 3 bước. Bước 1, người dân dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone tải về điện thoại. Bước 2, sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth, hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bước 3, sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Chính quyền điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.